Buổi sáng chú gà gáy ngày tinh mơ, ngó xuống bếp nhà chú mẹ mướt còn đang mơ. Anh vội hai củ quay rồi đi học, chạy một mạch tới trường tiếng cười vui làm bầy tóc. Mẹ ơi cho con 1.000 rưỡi để ăn kem, hôm nay học trễ nên mẹ nhớ đón con ngang. Kiếm hướng gió để trong chóng bay nơi nơi, và đứng lấp ló có bàn ăn bánh cô ơi. Khi thiên ra khơi những câu chuyện con kể lại, ba tôi trần đất mẹ dạy dầu và kể vai. Nơi đây sương gió lắm bụi chân ngay nhỏ dại, đôi lần vụng trộm sợ bị mắng nên trở khai. Tăng teo mày mau ra đây, tao với mày cùng bắn bi, lấy hộp sữa bò và đôi dép để trắng khi. Chơi trò trốn tìm sợ bị bắt thì núp đi, chạy tút ra ngoài đồng cỏ buộc sợi chỉ cho gì vuốt đi. Đón xem siêu tài năng nhí 20h30 thứ năm hàng tuần trên HTV7. Hello, đây là Trấn Thành. Nếu như các bạn yêu thích chương trình siêu tài năng nhí, hãy nhanh tay lên bấm subscribe kênh YouTube Vivo TV. Nhớ theo dõi và subscribe nhé. Thank you.